Chúng tôi không tìm thấy ý nghĩa của những thứ chúng tôi đang nghiên cứu và chúng tôi cảm thấy mình đang học chỉ để lấy điểm. Nhiều lần chúng tôi hối hận vì những quyết định mà chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi cảm thấy như bị mắc kẹt khi ngồi trong lớp học. Chúng tôi muốn đi ra ngoài, khám phá thế giới, học hỏi và làm rất nhiều điều bên ngoài. Nhưng chúng tôi cũng sợ, nếu không nghiên cứu thì phải làm gì? Nếu không phải là nghiên cứu, thì chúng tôi nên làm gì trong cuộc sống của chúng tôi? Làm thế nào để thoát khỏi sự rối rắm này? Chà, một khi bạn học để lấy điểm, thì bạn sẽ luôn muốn đi trước người khác. Bạn muốn giỏi hơn người khác, thì bạn đau khổ là điều đương nhiên. Bởi vì bạn đang cố gắng thấy rằng mọi người đang ở bên dưới bạn như thế nào, bạn hẳn phải khổ sở lắm. Giáo dục là một cơ hội để khám phá những điều mà bạn có thể không gặp trên đường phố. Điều này không có nghĩa là bạn chưa nhìn thấy trên đường phố. Tất nhiên là bạn đã nhìn thấy đường phố, bạn đã khám phá nó. Nhưng bởi vì bạn đã chọn một cái gì đó mà bạn không thực sự quan tâm, chỉ vì ai đó đã nói với bạn, nếu bạn tham gia khóa học này, bạn sẽ có được một công việc tốt hơn. Một lần nữa, bạn muốn trở nên tốt hơn ai đó, vậy thôi. Khi bạn đầu tư cuộc sống của mình để làm điều gì đó mà bạn không thực sự quan tâm, thì bạn sẽ khốn khổ. Ý nghĩa của việc lựa chọn là bạn đầu tư cuộc sống của bạn vào một thứ gì đó quan trọng với chúng ta, và chúng ta thực sự quan tâm nó. Có thể thế giới không công nhận điều mà bạn quan tâm, nhưng bạn đầu tư vào nó vì nó thực sự quan trọng đối với bạn. Bạn không cần đạt điểm cao. Ở giai đoạn này của cuộc đời, nếu bạn chưa tìm ra được điều bạn quan tâm thì cũng không sao, điều đó không quan trọng. Tất cả những gì bạn phải học ngay bây giờ là Sahana, nghĩa đen của nó là một công cụ. Cái bạn cần là học cách mài sắc các công cụ của bạn, học cách sử dụng cơ thể của bạn như một công cụ. Học cách sử dụng trí tuệ và tâm trí của bạn như một công cụ, học cách sử dụng cảm xúc và năng lượng của bạn như một công cụ. Khi đó, bạn sẽ có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ đó. Nếu bạn ở bên tôi và bạn khổ sở thì bạn có thể trách tôi, Saguru, vì bạn mà tôi khổ sở. Nhưng nếu bạn ngồi đây một mình và bạn cũng thấy đau khổ thì rõ ràng vấn đề là ở bạn, phải không? Vì vậy, đây là điều bạn phải giải quyết, giáo dục không chỉ là học. Tất cả công việc kinh doanh học tập này sẽ trở nên vô ích và vô nghĩa trong vòng 5 đến 10 năm tới khi máy học ra đời. Tất cả mọi thứ mà bạn học trong 20 năm, một ứng dụng tiện ích nhỏ sẽ biết hết. Điện thoại của bạn có thể làm 10 tiến sĩ một ngày. Đó là điều sẽ xảy ra trong 5 đến 10 năm tới, bởi vì chúng ta tưởng rằng trí nhớ là trí thông minh. Khi đó, mọi thứ mà bạn có thể làm với bộ nhớ của mình, một chiếc máy sẽ có thể làm tốt hơn bạn. Vì vậy, giáo dục không chỉ là học. Giáo dục là học cách sử dụng bản thân, học cách sử dụng cơ thể, tâm trí và cảm xúc của bạn một cách sáng suốt. Điều rất quan trọng là bạn phải biết cách tiếp tục tập trung vào những điều bạn không hứng thú, nhưng nó lại rất quan trọng với bạn. Hãy xem những người nói rằng họ thiếu tập trung trong học tập, nhưng khi họ đã yêu ai đó trong sớm thì họ hoàn toàn tập trung. Vì vậy, không phải là họ thiếu tập trung, không phải là trí nhớ của họ kém. Hãy cho họ xem một bộ phim kinh dị hồi hộp, mỗi cảnh họ sẽ nhớ, nên trí nhớ của họ khá tốt, chỉ có điều là họ chưa học được cách sử dụng trí nhớ. Bạn bảo, tôi chỉ muốn làm những gì tôi thích, tôi sẽ chỉ làm những gì tôi thích. Tại sao bạn lại quyết định những gì bạn thích và những gì bạn không thích? Bạn chỉ cần học cách sử dụng bản thân theo cách tốt nhất có thể, học cách sử dụng cơ thể, trí óc của bạn, biến chúng thành công cụ mà bạn có thể xử lý trong tay bạn.
không phải về những gì bạn thích và không thích. Bất cứ điều gì cần thiết, bạn đều có thể làm với tâm trí của mình, vì tâm trí là của bạn.